Chào mừng cả nhà quay trở lại kênh bếp nhà Mina. Hôm nay thì Mina chia sẻ với cả nhà cái cách và các công thức để mình làm được món kẹo chuối mềm dẻo ngon lắm cả nhà ơi. Món này á rất thích hợp cho những ngày Tết này cả nhà ơi. Đây là những nguyên liệu Mina cần để làm: nửa ký chuối, 200g đường, 100ml nước, 120g thơm, 8g gừng, 20g dừa sấy, 100g đường mạch nha, 2 muỗng canh nước cốt chanh, 175g đậu phộng, 25g mè. Ở đây Mina có là 500g chuối. Chuối mình chọn trái càng chín càng tốt nha cả nhà. 500g ở đây tất nhiên là không có tính vỏ, nên mình luộc vỏ xong rồi mới cân đó nha. Rồi mình cắt từng miếng mỏng như thế này nè cả nhà. Đó. Lúc cắt chuối thì cả nhà cũng nên cẩn thận tí xíu nha. Tại vì nếu như mình không cẩn thận thì có thể là mình cắt vô ngón tay của mình là lúc đó đau lắm á. Rồi tiếp đến là Mina cho phân nửa cái lượng đường trong công thức này cả nhà. Phân nửa lượng đường là 100g đó. Mina cho lên chuối. Tiếp đến là Mina trộn đều nó lên ha. Sau đó thì Mina sẽ giã nhuyễn nó ra. Cả nhà ở đây á, cả nhà có thể đeo bao tay vô bóp nhuyễn nó ra cũng được ha. Mina dùng cái muỗng thì nó hơi khó chút xíu. Càng nhuyễn càng tốt nha cả nhà. Sau khi cái phần chuối nha mình đã tán nhuyễn nó ra rồi đó, thì mình để nó qua một bên và để cho đường nó thấm vào trong chuối á. Tiếp theo là mình sẽ lấy mè, mình đem rang mè trước nha cả nhà. Mình lấy một cái chảo mình bắt lên bếp cho chảo nó nóng, và sau đó mình cho mè vào mình rang. Mình rang đến khi nào mè nó vàng như thế này nè cả nhà ha, rồi mình lấy ra liền ha. Rồi mình cho nó ra một cái tô hoặc một cái chén gì đó. Rồi tiếp đó thì mình cũng lấy cái chảo này luôn, mình bỏ đậu phộng lên mình rang. Mình rang đậu phộng á cả nhà ơi, thì mình cũng nên lấy một đôi đũa hay là cái muỗng đó cả nhà, mình đảo đều ha. Khi mà đậu phộng nó được như thế này đây thì mình sẽ lấy ra, mình lược vỏ nó ra nha, mình không có lấy vỏ. Cái chảo này thì Mina cho 100g đường còn lại vô nha cả nhà. Rồi Mina cho thêm 100ml nước, mình nấu lên cho nó sôi. Sôi đến khi nào á mà đường nó hòa lẫn vào trong nước rồi đó cả nhà, thì lúc đó Mina sẽ cho 120g thơm vào. Thơm này thì Mina cũng băm nhuyễn nó ra nha cả nhà. Rồi mình cũng đảo sơ nó qua. Tiếp đến là Mina cho 80g gừng. Gừng này thì Mina đã gọt vỏ rửa sạch sẽ rồi, cắt ra từng cái miếng mỏng như thế này, từng cái dây mỏng như thế này đây. Khi mà mình cho gừng vào mình xào được một lúc rồi đó cả nhà, thì lúc đó mình sẽ cho 2 muỗng canh nước chanh vào. Rồi mình cũng trộn lên, mình đảo đều lên. Cái lúc đầu mình xào như thế này nè cả nhà, thì mình có thể để lửa lớn nha. Rồi bây giờ thì mình đang cho chuối vào đây. Khi mình cho chuối vào thì mình cũng nên đảo đều nha cả nhà, trộn thường xuyên lên, đảo thường xuyên lên. Để cho cái đáy chảo nó không có bị khét á, mà nó khét lên thì cái món kẹo chuối của mình nó không có được ngon. Khi mà cái hỗn hợp mà nó kẹo lại, nó rút nước lại như thế này nè cả nhà, thì mình hạ lửa xuống ở cái mức trung bình hoặc là dưới trung bình một chút xíu nha. Rồi tiếp đó là Mina cho đường mạch nha vào, 100g đường mạch nha nha cả nhà ơi. Khi mình cho đường mạch nha vào thì mình cũng đảo trộn đều lên. Khi mà mình xào tới lúc mà cái hỗn hợp á, cả nhà thấy không, nó đã trở qua một cái màu vàng như thế này nè. Cái này không phải là màu vàng nữa, là màu hơi nâu một chút xíu, nâu nhạt. Thì lúc đó thì Mina sẽ cho vào là 20g dừa sấy. Dừa sấy này cả nhà biết không, nếu mình không có thì cũng không sao hết nha, nó cũng không có ảnh hưởng gì hết á. Tại vì nếu có dừa sấy vào thì ăn nó cũng béo béo đó cả nhà. Trộn đều tay, trộn thường xuyên, hạ lửa nhỏ để cho cái chảo của mình không có bị khét. Mình trộn đều thường xuyên tới lúc này mà mình thấy mà cái hỗn hợp chuối nó không có còn dính chảo nữa đó cả nhà, thấy không? Thì lúc này á thì Mina sẽ cho vào là phân nửa phần đậu phộng rang vào, rồi Mina cũng trộn đều lên.
đó, cho cái đậu phộng đó cả nhà nó hòa lẫn vào. Cả nhà ơi, nếu như ai cảm thấy mà nó hơi nhiều đậu phộng quá thì cả nhà bớt lại nha. Tổng số đậu phộng Mina sử dụng là 175 g. Đối với Mina, Mina thích ăn có đậu phộng nó béo béo, nó giòn giòn đó cả nhà, thì Mina cho nó như thế này. Nhưng mà ai không thích thì mình có thể giảm bớt cái lượng đậu phộng lại. Ở đây thì Mina có một cái khuôn, Mina lót cái màng bao thực phẩm trước nha cả nhà. Mình lót mà xong mình để cho hai cái bên cái chiều dài nó hơi dài hơn cái khuôn chút xíu, để lát hồi mình đậy lại á. Sau khi lót xong rồi thì Mina sẽ rải phân nửa mè vào, rải đều nha cả nhà. Rồi tiếp đến á thì mình đang cho cái phần chuối mà mình đã xào ra sơn xong rồi cả nhà. Mình cho lên, xong đó mình dùng cái muỗng đó cả nhà. Và rồi mình tán nó ra, tán nó rộng nó ra, tán cho nó đều ha. Lúc này nó hơi dính đó cả nhà, thì cũng hơi khó chút xíu, nhưng mà cả nhà ai có cái muỗng silicon như của mình nè nè, làm nó dễ lắm cả nhà ơi. Tết mà để có những cái món kẹo chuối như thế này nè, cái nhà tự tay mình làm thì nó chất lượng hơn đúng không cả nhà, cái an toàn nó được, nó vệ sinh hơn. Bây giờ thì mình đã tém mấy cái cạnh cái góc lại nè, cho cái miếng kẹo của mình nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi bây giờ mình sẽ rắc số me còn lại lên trên mặt và cái số đậu phộng còn lại luôn nha, mình rắc hết lên trên mặt. Hồi nãy á, mình cắt cái miếng màng bao thực phẩm nó hơi dài đó cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ đậy nó lại, rồi mình dùng tay á, mình ấn nhẹ nó xuống cho cái đậu với mè nó dính vào trong cái hỗn hợp chuối á, cả nhà, cái kẹo chuối của mình á. Thì mình ấn cho nhẹ cho đậu phộng và mè á, nó dính vào cái hỗn hợp chuối của mình rồi đó, và mình để cho nó thật là nguội nha cả nhà. Còn nếu như mà mình không có thời gian, mình đem mình để tủ lạnh để nó qua đêm cũng được, cái sáng hôm sau mình đem ra mình cắt cũng không sao hết ha. Đây lúc này thì kẹo của Mina đó đã rất là nguội lắm rồi này. Bây giờ thì Mina lấy kẹo nó ra khỏi cái khuôn ha, rồi Mina gỡ bỏ cái màng bao thực phẩm luôn. Ở nhà thấy lúc này không? Nó kết dính lại nhưng mà nó không có cứng, nó mềm, nó dẻo. Bây giờ thì Mina chiên cái kẹo chuối này ra từng cái phần nhỏ nha cả nhà. Ở đây là Mina thấy Mina chiên nó hơi bị to rồi đó. Cả nhà mình ai ăn thích ăn nhỏ hơn thì mình chiên nó nhỏ hơn ha. Nó dẻo, nó mềm, dễ cắt lắm cả nhà ơi. Chúc cả nhà thành công với công thức kẹo chuối này của Mina nha. Chúc cả nhà một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Mina cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian theo dõi video của Mina, và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau. Bye bye.